toang, bón ngay phần nuôi trái. Phân đậu trâu nuôi trái sử dụng 100% kali sunfat, bổ sung mắc kẽm giúp trái giảm sượng, lớn nhanh, chín đẹp. Đậu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp. Sức sống đồng bằng xin kính chào quý khán giả. Mở đầu chương trình ngày thứ tư hàng tuần là tiểu mục cây lành trái ngọt miền Tây với nội dung hôm nay: vai trò của lân ở giai đoạn ra hoa đậu trái. Lân là một trong ba nguyên tố đa lượng NPK có vai trò rất quan trọng đối với đời sống cây trồng. Phần lân là dưỡng chất cần thiết giúp cây hình thành các bộ phận mới. Ngoài việc kích thích bộ rễ phát triển, ăn sâu và lan rộng trong đất, giúp cây hút được nhiều chất dinh dưỡng, phần lân còn làm tăng đặc tính chống chịu của cây trồng đối với các yếu tố bất lợi như hạn mặn, đất bị chua, sâu bệnh. Trong sản xuất nông nghiệp nói chung, cây ăn trái nói riêng, hầu như nhà nông nào cũng sử dụng phân lân. Tùy theo điều kiện thổ nhưỡng, loại cây trồng và mục đích mà mỗi người có cách sử dụng khác nhau. Cái giai đoạn làm tạo cái mầm hoa đó là coi như là không thể là thiếu cái hàm lượng lân, bởi vì lân nó tạo mầm hoa thì mới kéo được cái phát hoa. Theo tôi nghĩ cái số lượng đó, một công đó, thì khoảng từ là 150 đến 200 kg tùy theo cái cây tuổi tác của cây. Lân thì nó xốp đất, cái lân là cho nó hạ cái độ phèn, hạ chất chua xuống cho nó tăng cái lượng pH lên. Mà thường tôi đã gãi rồi ở trong đó, thì trong vườn tôi đó thì nói chung là cái nó đạt khoảng 5.5 6 chấm. Ngoài việc kết hợp với phân đạm, phân kali để tạo thành hỗn hợp NPK có thể sử dụng ở hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng, lân còn có vai trò quan trọng khác nữa. Tuy rằng cái lượng mà lân cần cho cây nó không nhiều như là đạm với kali, nhiều khi nó chỉ cần bằng 1/3 so với đạm với kali thôi, nhưng mà nó có một cái vai trò rất quan trọng ở trong cái giai đoạn mà gọi là chuẩn bị cho cái việc ra hoa đậu trái. Trong cây mà ở cái giai đoạn mà ra hoa đậu trái này thì bà con phải bón phân như thế nào để đảm bảo rằng như vậy là cái lá nó mau trưởng thành, thì như vậy lân làm được cái vai trò đó. Khi bà con cho ở cái giai đoạn này lá nó mau trưởng thành để làm chi? Để cái việc mà chúng ta cho cái cây đó tượng cái mầm hoa được tốt, thì cái lân nó cũng làm cho cái việc tượng mầm hoa được tốt. Và đồng thời khi mà nó đã ra hoa rồi thì cũng chính cái lân nó giúp cho cái sự tụ tinh, hỗ trợ cho cái việc tụ trinh cũng như là cái đậu trái tốt hơn. Ra hoa đậu trái là giai đoạn cực trọng của cây trồng. Nếu bón thiếu lân, không đơn giản là cây sẽ nhận ít dinh dưỡng hơn thông thường, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh sản của cây. Ở thời điểm này, nhà vườn cần phải hạn chế tối đa sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa lá và mầm hoa. Vì vậy, khi cung cấp dinh dưỡng, phải sử dụng phân NPK với tỷ lệ hợp lý và bổ sung thêm các chất trung vi lượng để cây không tiếp tục ra đọt non và đủ sức phân hóa mầm, trổ hoa, đậu trái như mong muốn. Hiểu được cái vai trò của lân trong cái giai đoạn này, nên các nhà sản xuất phân bón người ta cũng sản xuất ra những cái loại phân chuyên dùng cho cái giai đoạn ra hoa đậu trái này, chẳng hạn như là phân NPK đầu trâu AT2. Thì cái phân đầu trâu AT2 này, nếu bà con quan sát ở trong đó, bà con xem ở trong đó thì cái hàm lượng lân nó lên tới là 17%, nhưng mà đạm với kali nó thấp hơn rất là nhiều. Thì nội cái đó không đó, thì bà con thấy rằng cái việc mà tổ hợp phân NPK mà có một cái lượng lân cao ở trong cái giai đoạn này cũng đã được các nhà sản xuất phân bón người ta quan tâm. Và bà con cũng lưu ý là ở trong cái phân đầu trâu AT2 này, người ta cũng đã đưa vô thêm một cái vi lượng, đó là cái chất bo, để nó hỗ trợ cùng với cái lân á, để sau này cho cái hạt phấn của nó được khỏe mạnh, để mà cái việc thụ tinh nó được tốt. Và các cái vi lượng ngoài cái bo ra thì trong cái đầu trâu AT2 này đó thì nó có cả là đồng, kẽm, mangan, và các cái bo và các nguyên tố đa lượng này được sản xuất trong một hạt một để đảm bảo rằng nó đã được có một cái sự phân bố đồng đều các cái dưỡng chất này, để khi bà con bón thì ở tại một cái hạt phân nào rớt xuống đất đó đều có đầy đủ các cái chất dinh dưỡng này. Sử dụng phân bón cân đối đáp ứng nhu cầu của cây trồng ở từng giai đoạn cụ thể là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo năng suất, chất lượng trái cây hàng hóa. Tiểu mục cây lành trái ngọt miền Tây kỳ tới với chủ đề vai trò của kali trên cây ăn trái sẽ phát hình vào lúc 17:35 ngày 16 tháng 6. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ phối hợp cùng với công ty cổ phần phân bón Bình Điền thực hiện. Đậu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.